anh chán. Và giờ nhìn thấy em không mặc gì lại thấy ngán. Khỏi phải bàn em đi cho anh một ngày cảm thấy thanh thản. Chắc em ngủ với ai làm sao anh cả. Đủ mang giờ làm gì ta? Biết rồi, đi đánh bài. Đủ mang giờ làm gì? Mình gọi thằng kia cho bài đi. Đi. Mày gọi thằng kia cho bài đi. Gọi đi. Cưng, nãy đừng, ta bong rồi, ta bong này. Dạ, ta bong này. Ông bấm lên nhạc, ông tắt lên nhạc. Alo, đúng không? Thay cái hộp cân đồ. Mày đang ở đâu? Mày đang ở đâu? Mày gọi ta chuyện gì? Gọi cho bay không mày? Tao chạy luôn. Đi chơi bay luôn. Lại nè. Ok, đi chơi bay luôn. Cảm thấy nản, và đừng hỏi anh một câu vì sao nhìn em anh lại thấy chán. Em trôi, cứ cho màn đêm dần trôi. Trôi, thương cả tình thương nhau để xoài chia hai. Tình yêu đã chết tôi đành cho mấy có lẽ cũng chẳng bao giờ có hồi kết. Hôm nay đi đâu ấy? Tao xuống đánh bài. Được không mày? Mày có tiền không? Đánh bài không? Tao có tiền này. Tiền không? Tiền tao đây là. Tiền tao đây này. Vào đây đi. Ok lên. Ok. Alo. Mày ở đâu? Alo. Đang đi này. Em ạ. Đi nhanh lên đi. Giờ anh cuộc sống hỗn loạn không thể nói trước được điều chi. Và xã hội này cũng chẳng có ai coi anh là thằng ích kỷ. Nhưng anh biết rằng biết rõ một điều là trong mắt em một thằng vô lương xin làm điều có lỗi. Quên em thì chắc chưa phải. Nhưng với anh em luôn là kẻ có tội. Làm sao giờ đây để anh có thể làm mũi được bờ môi. Làm sao thời gian dừng trôi. Làm sao cấm được tay anh đang chạm vào em những vùng đêm tối. Làm sao anh không dám quên lung tung. Bao nhiêu năm trôi tình vẫn thế thôi. Sao tao đợi lên cưng mừng lấy cưng anh hẹp sao mày bé lâu thế tao qua quần giờ tôi cắt đi mình đi chơi bài đi ok mình ok. Bây giờ em thay bằng mảnh thay nè. Còn đạm mới là cưng cái gì? Đạm mà cành mại rồi. Cành đạm rồi nè. Tiền đâu ông chạc lại ông phía đạp rồi mà. Bây giờ bắt chân đạm. Bây giờ bắt chân đạm. Bố. Đại ca cái chạm rạc tiền đâu. Ông mà bây giờ mà. Ông dạy lực lực nè. Phía phía bây giờ nè. Dạ dạc lực nè. Ông bà gà khó đừng bắt lực nè. Ừ, học là biết rồi. Em đã yêu thầm anh đó mà không dám nói nên lời. Anh chẳng hiểu được lòng của em còn ngày cùng sâu đã yêu người rồi biết không? Hẹp, hẹp rồi. Bài này cũng lâu lắm rồi phải hát lại à? À, mình bắt đầu chơi bài nhưng mà không. Ok, thôi. Mình bắt đầu chơi bay thôi. Chơi bay nha, lên. Nghe bắt đầu chơi bay nha. Ok. Tiền đâu? Tiền đâu? Đây. Dạ. Dạ. Chơi không? Chơi. Chơi. Chơi bay nha. Dạ. Đặt tôi về. Đặt. Là một đứa
vì con trai mẹ đã đủ lớn mạnh, không còn suy nghĩ như thằng bé. Để lúc con về thấy mẹ luôn được mạnh khỏe, mẹ giúp con ngủ chìm vào giấc mơ lúc đêm về. Đọc lại bài thơ mà con tặng mẹ từng ngày mà con mới biết viết, nghe chân nguệch ngoạc những ý nghĩa hết bao giờ hết. Từng giờ xót xa qua cùng tiếng ru mẹ con ngủ thiếp, được con trở về quá khứ bấy nhiêu. Chúng mày có tên không? Tao chơi tiếp. Mày có gì mày chơi tao? Chơi điện thoại. Ok. Hơi lặng lại đi mà. Hết rồi. Mak berak bunuh mak saya ni. Hep doh, cuma tu je. Berhentinya. Berak ni. Nen lain, hep bunuh. Nen lain. Chúng mày đi đâu nè mày? Ông cái to đây nè, cưng đoạc đây nè, dạ dạ này dạ nè, ừ. Co đây nè, chúng mày đi đâu nè mày hẹp lần. Chúng mày đi đâu? Rồi hôm nay nó hồ. Cô mẹ đi không? Tập đi bộ thông kế mà. To to rồi. Alo, mày đến đâu rồi con điên kia? Đúng, để thấy những bậc này, bậc này. Alo, hẹn đúng năm sao cao su. Hãy
Thế mẹ có chuyện. Bị nó đại ca đây thằng kia nha, to đã ăn ăn hình này nè.